áo và đã thì mới đi được đúng không đấy? Con đứng vào đây làm cho mẹ. Ba chưa xong chưa? Anh chờ con nè. Ba chưa xong chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quay.
Ừ, ăn đi, thử đi cho biết. Có ghế em ơi.